Chào nha các bạn, bữa nay mình Dương Quốc Thịnh mình đứng ngay chỗ trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện Lấp Vò nha các bạn. Cái hướng này về phà Dầm Cống này nha các bạn. Rồi. Hướng này là về Sa Đéc, về Hòa Long này nè. Sa Đéc, Hòa Long này. Bữa nay mình quay bún riêu ăn một bữa. Bún riêu nha. Bún riêu con Hà. Con Hà nha. Đây. Đây có tô bún riêu đây. Dạ. Tô bún riêu nha các bạn. 20 ngàn. 20 ngàn phải không? Dạ 20 ngàn. Đây là tô bún riêu. Bún này nha. Rau muống nè, giá nè, thịt lấy cái cây đó, thịt này, giò heo rồi nha các bạn, giò heo nha, đó. Cho có hồng vịt nữa ta, dạ có vịt lộn, có vịt lộn nè, đó mấy cái này mở nổi lên là vịt lộn nha các bạn. Bún riêu nha các bạn. Có cua luôn nha. Có cua luôn. Đó. Bún vui nhà quê. Nước mắm là cái rau muống này là rau muống đồng nha các bạn. Rau muống đồng. Dạ. Muống đồng, muống đồng tự bào luôn đó. Tự bào nó ngon, nó sập. Dạ. Tô bún nè. Một ngàn nha các bạn. Rau quế. Rau quế nha. Một vịt lộn nữa nha, ai có thích ăn thêm một vịt lộn thì ăn. Dạ. Mì gói rồi thêm, ai ăn không ăn thích ăn bún rồi mì gói. Dạ. Giò heo nha các bạn, có giò heo đó. Nơi tội. Giò heo nha các bạn. Cái này rau muống. Đó. Ớt, hai căn ớt để ăn luôn. Ở quán cũng rộng rãi. Ai có ăn tiếp chỗ cô Hà này giùm nha. Đó, cô Hà này bán lâu năm mà bị cái đường phía trong chỗ mấy sông á. Cái đường mấy sông đó sao? Nó đang làm hả? Đang làm. Có ai ăn thì ghé ăn ủng hộ cô Hà nha. Ủng hộ người đẹp cô Hà. Ông xã làm nghề gì cô Hà? Dạ ông xã đi bán quán cà phê tiếp em của ông ở bên Long Xuyên. Đi sao? Về chiều về. Dạ. À. Đó. Thì mình quay đó cái quán là cũng thoáng mát mà. Ai cứ đi ngang đi phà Dầm Cống hoặc là về Sa Đéc rồi đó thì ngang trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện Lấp Vò ghé chỗ quán cô Hà ủng hộ nha. Ơi đó, mình hôm nay mình review rồi, múc đi cô Hà ơi. Dạ. Trời, ba chậm chậm đó, bún riêu nha các bạn. Quyết nữa nha. Bún riêu nhà quê nha. Đó. Bún riêu nhà quê. Để mài ra nó cho nó dẫn. Rau quế. Rau quế. Quế ngọc. Rau quế này nha. Bún riêu nha các bạn. Đó. Ơi. Thôi xin kết thúc, mình cũng phải ngồi ăn chứ, rồi dạ. Ngồi ngoài đi. Ngồi đây cho mát. Cho mát hả? Dạ. Ngồi đây lên màn hình nha. Không phải lên màn hình mà là ra ngoài nước ngoài luôn á chứ lên màn hình nói gì. Cảm ơn nha cô Hà. Dạ. Để quay mà. Trời ơi có con Kiki nữa nè. Con Kiki mừng rồi. Kiki này có quen không mà mừng.
đó. Lấy giùm dĩa cho cô ơi, cô Hà. Dạ. Lấy giùm dĩa ớt, dĩa ớt. Đó. Ớt chanh luôn nha các bạn. Có ai ăn mắm ruốc được thì ăn. Đó. Ớt chanh luôn nha các bạn. 20.000 tô nha. Quán cô Hà đó. Ơi, xin kết thúc nha các bạn.